100 độ C là nhiệt độ của những dòng chất lỏng này. Đây chính là một vũ khí hóa học của một loài côn trùng, bọ cánh cứng thả bom. Trong bụng của loài bọ này có hai ngăn chứa riêng biệt, chứa hai loại hóa chất là hydroquinone và hydroperoxit. Một khi bị đe dọa, các cơ xung quanh khoang chứa sẽ co lại, đưa hai hợp chất vào khoang phản ứng, và ở đây sẽ có một enzyme giúp tác phản ứng hóa học xảy ra. Kết quả là một luồng chất lỏng và khí sẽ được phun ra ngoài với nhiệt độ rất cao, tung đòn chí mạng vào kẻ thù. Và ngay cả khi bị nứt trừng, bọ cánh cứng thả bom cũng có thể điều chế vũ khí của mình, khiến kẻ săn mồi phải nôn chúng ra ngoài.